Kính thưa quý vị, mỗi khi gọi điện thoại về Việt Nam hay gọi bất kỳ nơi đâu trên thế giới, quý vị thường gọi số tổng đài rồi sau đó bấm số muốn gọi. Cái này đôi khi không tiện vì quý vị có thể quên số muốn gọi hoặc là quý vị bấm nhầm trở thành gọi quốc tế trực tiếp, rất là đắt tiền. Với 27 xin giới thiệu cách gọi rất tiện lợi, gọi là One Click to Call. Mỗi lần cần gọi, quý vị chỉ cần bấm một cái là có thể gọi ngay. Xin hãy tận dụng tính năng tiện lợi này.